Sự vào cuộc của chính quyền địa phương cộng với tinh thần chủ động, nỗ lực vượt khó của người dân, tiêu chí nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trong tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Từ tiêu chí này, bộ mặt nông thôn mới tại nhiều thôn bản cũng đổi thay đáng kể. Căn nhà cấp 4 này chỉ còn ít ngày nữa sẽ hoàn thành. Ước mơ của gia đình anh Hoàng Văn Trương, một hộ nghèo ở xã Phú Nhuận sắp trở thành hiện thực. Nỗ lực của gia đình cộng với sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư đã giúp anh Trương có được cho mình một mái ấm. Trước là cái căn nhà đó là đơn sơ, gọi là cột gỗ nhưng mà nát hết rồi. Hàng xóm, bản, xã giúp đỡ gia đình thì cũng được một ít vốn để xây dựng cái nhà kiên cố. Trên cơ sở rà soát nhu cầu cần sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho người dân, các địa phương có những cách làm sáng tạo phù hợp. Tại huyện Bảo Yên, để hoàn thành mục tiêu từ nay đến năm 2024, sẽ nâng cấp hoàn thiện 843 nhà ở chưa đạt chuẩn, trong đó riêng năm nay là 314 nhà. Huyện thành lập ban chỉ đạo, các đồng chí thường vụ huyện ủy phụ trách 2 hộ. Mỗi ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện phụ trách 1 hộ, giúp nâng cấp hoàn thiện nhà chưa đạt chuẩn. Các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp cũng vào cuộc tích cực. Chủ động trong cái việc là xây dựng cái nghị quyết và giao cho cán bộ lãnh đạo và công chức của xã phụ trách các hộ gia đình để giúp đỡ hộ, vận động tuyên truyền các hộ gia đình xóa nhà chưa đạt ba cứng và xây mới. Đấy, và tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong trên địa bàn toàn xã tham gia ủng hộ sức người sức của giúp đỡ các cái hộ gia đình có nhà chưa đạt ba cứng. Các cái tổ giúp việc xuống đến cơ sở, đến từng hộ gia đình. Thứ nhất là khảo sát và chúng tôi chụp ảnh. Và cái này chúng tôi đã có hẳn cái bộ tư liệu được số hóa ở trên cổng thông tin điện tử của huyện. Ví dụ như là chỉ cần kích vào đấy sẽ thấy đường link sẽ biết là ví dụ cá nhân đồng chí phó bí thư hỗ trợ hộ nào thì có địa chỉ, tình trạng là hộ khẩu, lao động rồi tình trạng về mặt đất đai. Để trên cơ sở đó thì ngay từ lúc ban đầu thì đã có cái điều kiện, có cái định hướng xuống giúp đỡ các hộ gia đình. 7 tháng năm 2022, các địa phương đã vận động nhân dân cứng hóa được 384 nền nhà, xây mới 253 nhà, nâng cấp 118 nhà. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các địa phương bình xét và hỗ trợ 30 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn làm nhà ở. Các tổ chức chính trị xã hội cũng tích cực vận động xã hội hóa, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ 70 hộ khó khăn sửa chữa nâng cấp nhà ở. Những ngôi nhà xây kiên cố được xây dựng sẽ giúp các hộ dân có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, đồng thời giúp Lào Cai hoàn thành mục tiêu phấn đấu có thêm ít nhất 6 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư năm 2022.